Âm thầm phát triển vũ khí đáng gờm, Ukraine vẫn cầu cứu NATO vì đòn đau của Nga Ukraine lo lắng Nga sắp trang bị AI cho UAV hết liệu có đáng sợ như Lancet? Nga cáo buộc ông Biden ngăn chặn nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine của ông Donald Trump Ông Joe Biden và bà Kamala Harris mất hút họ bầu cử Tổng thống Bộ trưởng Anh cảnh báo nguy cơ tấn công mạng quy mô lớn từ Nga. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Defense Express, hồi tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích phóng bom dẫn đường AASM Hammer nhằm vào hàng loạt cứ điểm của Nga. Truyền thông địa phương khi đó cho biết AASM Hammer là loại bom dẫn đường do Pháp viện trợ được Ukraine sử dụng lần đầu tiên vào tháng 6. Và mới đây, Tổng tham Mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Anatoly Bahilevich thông báo cho biết Kiev đang tích cực tự phát triển loại bom này. Ông Bahilevich cũng chỉ ra rằng Nga nằm giữ kho dự trữ bom dẫn đường lớn nhất do được thừa hưởng từ Liên Xô. Được biết, Bom dẫn đường là loại đạn dược dẫn đường chính xác, có tầm bắn ngắn hơn tên lửa, nhưng giá thành sản xuất rẻ hơn nhiều. Từ khi xung đột bùng nổ, Nga đã thường điều động máy bay hiện đại mang theo các quả bom cũ, không dẫn đường ném xuống mục tiêu của Kiev. Tuy nhiên, theo Force đánh giá, sự kết hợp này không mang lại hiệu quả cao. Dù vậy, mọi thứ đã thay đổi khi các máy bay Nga bắt đầu ném bom lượn dẫn đường chính xác xuống các mục tiêu của Kiev. Giờ đây, các quả bom có cánh UPAB-1500 và FAB-500, Ukraine gọi là KAB, đang ngày càng khiến các binh sĩ Kiev lo ngại. Nhiều binh sĩ Ukraine từng thừa nhận, KB là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất vì uy lực tàn phá của vũ khí này. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine tập trung nỗ lực vào việc hỗ trợ cung cấp hệ thống phòng không có khả năng bảo vệ người dân sau khi Nga tấn công lãnh thổ nước này bằng hàng chục máy bay không người lái vào ban đêm cách đây ít lâu. Song song với đó, Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine đang làm việc với các đồng minh để tìm ra biện pháp phản ứng trước việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mới vào tuần trước. Trong bài phát biểu qua video vào ban đêm, ông Zelensky cho biết, công tác giám định đang được tiến hành trên các mảnh vỡ tên lửa để xác định mọi chi tiết và thông số kỹ thuật liên quan đến loại vũ khí mới của Nga. Cụ thể nhà lãnh đạo Kiev cho biết, thế giới cũng có hệ thống phòng không có khả năng phòng thủ chống lại mối đe dọa này. Đây là điều mà tất cả chúng ta phải tập trung vào. Ông đồng thời lưu ý rằng cảnh báo không kích trên toàn lãnh thổ Ukraine đã vang lên gần như mỗi ngày. Ông Zelensky cho biết thêm rằng, trong tuần qua, Nga đã triển khai hơn 800 quả bom dẫn đường, khoảng 460 máy bay không người lái tấn công và hơn 20 tên lửa các loại trong các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine. Cách đây ít lâu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết, để đáp trả việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Oresnik đời mới, ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức các cuộc họp với các đồng minh của Ukraine để có thêm hệ thống phòng không, có thể bảo vệ tính mạng con người khỏi những rủi ro mới. Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine trích dữ liệu từ các nguồn mở cho biết, kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2 năm 2022, Nga đã chi hơn 18 tỷ đô la Mỹ cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, tương đương hơn 1,8 nghìn tỷ rúp. Trong khi truyền thông Ukraine đưa tin Nga có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong cuộc không kích, thì Moscow khẳng định nước này đã triển khai tên lửa siêu thanh mới, không mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, có tên là Oresnik đồng thời nhấn mạnh vụ tấn công đã diễn ra thành công. Ngay sau đó, Tổng thống Nga Putin nói thêm rằng, quyết định sản xuất hàng loạt với loại tên lửa đạn đạo Oresnik đã đưa ra, thực tế là dây chuyền chế tạo đang được chuẩn bị. Chúng ta sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm, kể cả trong điều kiện chiến đấu, tùy thuộc vào tình hình và bản chất của các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nhất là khi Nga có đủ số lượng vũ khí này trong kho để sử dụng. Ông chủ điện Kremlin khẳng định, Oresnik không phải là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, không nằm trong nhóm khí tài chiến lược và vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời nhấn mạnh đây là hệ thống vũ khí hoàn toàn mới, không phải phiên bản hiện đại hóa từ những khí tài thời Liên Xô. Ông Putin cho hay, nó có độ chính xác và hiệu quả rất cao, sức mạnh tấn công của Oresnik, đặc biệt khi triển khai với số lượng lớn và hiệp đồng cùng với những loại vũ khí tầm xa chính xác cao trong biên chế Nga, có thể tạo ra những đòn đánh với uy lực ngang ngửa vũ khí chiến lược. Đây là lý do nó được biên chế cho lực lượng tên lửa chiến lược tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược nga sergei karakayev khẳng định rằng tên lửa oresnik có thể tấn công mọi mục tiêu trên khắp châu âu ông nói điều đó tạo nên khác biệt so với những loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa khác ở chiều đối diện tổng thống volodymyr zelensky cho biết ukraine đang tìm kiếm các hệ thống phòng không hiện đại từ đồng minh để ứng phó ông nói không thể phớt lờ mối đe dọa tên lửa của nga dù chúng là gì đi nữa đặc biệt khi quân đội ukraine đang ở thế yếu trong bản báo cáo mới nhất về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ ISW cho biết Nga đang có kế hoạch tiến hành thêm các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới. Các nguồn tin quân sự Ukraine vừa qua nói với tờ Guardian của Anh rằng Nga đang liên tục cải tiến UAV cảm tử kiểu Shahed với phiên bản nội địa được Moscow gọi là Groen 2 nhằm cải thiện hiệu quả tấn công mục tiêu. Một trong những giải pháp có thể được ứng dụng là trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cho phi đội Glenn 2 nhằm tạo ra 7 UAV có khả năng liên lạc và phối hợp với nhau trong các đòn tập kích hiệp đồng nhằm làm áp đảo hệ thống phòng không đối phương. Theo phương pháp này, UAV Glenn 2 trang bị cảm biến quang, điện tử sẽ quần thảo trên không để sụp sạo khu vực được chỉ định, sau đó dùng AI nhận diện mục tiêu cụ thể và phối hợp với máy bay đồng đội để triển khai các mũi tấn công. Trong khi đó, ông Andrei Mitrofanov, biên tập viên trang tin quân sự Top World của Nga cho biết, bằng cách kết hợp UAV Garen 2 thông thường với biến thể có cảm biến quang học, lực lượng Nga có thể áp dụng chiến thuật tấn công bằng 7 UAV theo từng đợt. UAV mang camera sẽ xác nhận kết quả của đợt tấn công, đồng thời tìm mục tiêu cho đợt tiếp theo. Tuy nhiên, chưa rõ hiệu quả của biện pháp này cũng như tiến độ ứng dụng trong thực tế. Nhìn chung, đặc điểm nổi bật của những UAV được trang bị AI là cho phép máy bay tự động bay về phía mục tiêu và tấn công mà không cần thêm sự can thiệp của con người. Điều này giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của người điều khiển. Bên cạnh đó, với AI, các giai đoạn tấn công cuối cùng được tự động hóa, giúp giảm thiểu tác động của việc gây nhiễu tín hiệu, cho phép phương tiện hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay cả khi mất liên lạc với người điều khiển. Hồi đầu năm nay, Forbes cũng đưa tin, Nga dường như đã tích hợp trí tuệ nhân tạo lên UAV cảm tử Lancet, cho phép dòng vũ khí này trở nên nguy hiểm hơn với mục tiêu của Ukraine. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy Lancet thậm chí đã có tính năng khóa mục tiêu, hiện rõ tên của vũ khí bị khóa trên màn hình điều khiển. Từ đó Forbes nhận định Lancet dường như đang được trang bị khả năng tự nhận dạng mục tiêu để tấn công. Theo đó, Lancet cũng thể hiện hiệu suất đáng kinh ngạc khi có thể phá hủy hàng loạt các mục tiêu từ khoảng cách xa, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực, tiêm kích đậu trong căn cứ, pháo binh và hệ thống phòng không của đối phương. Thiệt hại mà Lancet từng gây ra cho Ukraine, nhiều hơn hàng loạt vũ khí khác mà Nga sở hữu. Ngoài ra, làn xét có giá khá hợp lý nên Nga có thể sử dụng chúng với số lượng lớn. Tạp chí Forbes của Mỹ mới đây tiết lộ chi tiết về cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp nhằm vào sở chỉ huy của quân đội Nga tại tỉnh Kursk vừa qua. Theo đó, các máy bay ném bom của không quân Ukraine đã bắn ít nhất 10 tên lửa hành trình Storm Shadow vào mục tiêu ở Marino, tỉnh Kursk cách biên giới Ukraine khoảng 40 km. Mỗi quả tên lửa này nặng hơn 1.300 kg. Theo tạp chí Mỹ, 10 quả Storm Shadow là số lượng lớn. Force nhận định, quy mô của cuộc tấn công cho thấy mục tiêu có giá trị cực kỳ cao. Theo thông tin do Force nắm được, trong cuộc tấn công trên, không quân Ukraine đã huy động 5 máy bay ném bom Su-24, mỗi máy bay mang theo một cặp tên lửa dẫn đường chính xác Storm Shadow. Đây là số máy bay kỷ lục được Ukraine huy động từ trước tới nay cho một cuộc tấn công bằng tên lửa do Anh cung cấp. Ngay sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa Storm Shadow và sở chỉ huy quân Nga ở Marino. Ông cho biết trong cuộc tập kích, lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow kết hợp với hệ thống phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp. Song nhà lãnh đạo Nga không đề cập tới số lượng tên lửa mà Ukraine đã bắn ra. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu mới nhất, nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông hy vọng thông điệp của mình về tên lửa Oresnik đã đủ rõ ràng và dễ hiểu. Ông Putin nói sẽ luôn có phản ứng từ Nga đề cập tới động thái đáp trả của Nga đối với các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành bằng tên lửa Atak MS và Storm Shadow vào lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh, Oresnik không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt hay tên lửa liên lục địa chiến lược mà là vũ khí chính xa cao. Tuy nhiên, nếu Oresnik được sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn kết hợp với các hệ thống tầm xa có độ chính xác cao khác, thì hiệu quả của nó sẽ tương đương với vũ khí chiến lược. Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, ông Putin đã ra lệnh sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa Oresnik và sau đó trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Tổng thống Nga Putin nói, sẽ đến sức mạnh đặc biệt của loại vũ khí này, nó sẽ được đưa vào sử dụng trong lực lượng tên lửa chiến lược. Ông thông báo thêm rằng, ngoài Resnik, một số hệ thống cùng loại cũng đang được Nga phát triển. Trong khi đó về phía Ukraine, dù đang cố gắng tạo ra những bước đột phá mới trên chiến trường, nhưng nước này sẽ phải đối mặt với thảm họa trong mùa đông tới. Theo báo The Times của Anh nhận định, tại Ukraine, lạnh giá nghiêm trọng do hệ thống năng lượng không đảm bảo trong mùa đông sắp đến gần. Bài báo này cho biết, khoảng 80% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Nếu không có biện pháp bảo vệ đầy đủ và với nhiệt độ dưới không, Ukraine phải đối mặt với những đợt lạnh giá mùa đông nghiêm trọng và chết người. Ấn phẩm lưu ý rằng vào tháng 2, các kỹ sư Anh cùng với các đồng nghiệp từ Mỹ, Đức và Nhật Bản đã tư vấn cho chính phủ Ukraine xây dựng các bong ke để bảo vệ hệ thống năng lượng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, 9 tháng sau, chính phủ Ukraine đã không làm như vậy. Trận chiến Chasovza kéo dài hơn 6 tháng đã bước sang giai đoạn mới khi quân đội Nga tiến vào khu vực trung tâm thành phố sau khi vượt qua các rào cản tự nhiên bảo vệ điểm dân cư này. Quân đội Nga RFAF đã đạt được một thành công lớn trong mặt trận Chasovza khi tiến gần tới trung tâm thành phố và kiểm soát được nhà máy vật liệu chịu lửa trong khu công nghiệp. Lực lượng Moscow đã tiến vào khu vực ngoại ô Optiapsky và tòa nhà hội đồng, sân vận động Avangard, bất chấp sự cản trở từ kênh đào Sevesti Họ đã thiết lập đầu cầu ở bờ phía tây canh đảo và tiếp tục tiến vào thành phố từ hướng Klebcheka. Một đoạn video cho thấy binh sĩ Nga kiểm soát giữ vị trí dưới tầng hầm của một tòa nhà dân cư ở Oktibarsky và củng cố vị trí để chuẩn bị đối phó với các cuộc hoàn công. Lực lượng Nga có thể đã tiến hơn 1 km vào trung tâm Tarsopza. Thành công quan trọng của Nga không chỉ là chiến thắng lãnh thổ mà còn là việc kiểm soát được điểm cao nhất của thành phố, một tòa nhà nhiều tầng trên đỉnh núi Sa hoàng ở Donetsk. Từ đây, Bình sĩ nga có thể quan sát mọi động thái của AFU trong thành phố, khiến việc bảo vệ Chałupka trở nên khó khăn hơn cho quân Ukraine. Theo kênh Riba, quân đội nga RFAP đã đạt được một bước đột phá lớn trong tuyến phòng thủ của Chałupka, xuyên thủng các tuyến phòng thủ vững chắc ở Klebcheka và Andrychka từ phía nam làng Ivanik. Điều này đánh dấu một thay đổi chiến lược quan trọng và gây sức ép lớn đối với lực lượng Ukraine AFU, đặc biệt là khi Chałupka là vị trí chiến lược kết nối vùng Donbass. RFAF đã tiến dọc theo đường vành đai rừng phía nam Ivanik, kiểm soát một phần của làng Stupokhi, với khu vực này có độ sâu 4 km và rộng 1,5 km. Điều này thể hiện sự tấn công mạnh mẽ và áp lực không nhỏ đối với quân phòng thủ của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng nga cũng đã kiểm soát một đoạn 2,5 km của tuyến đường sắt quan trọng từ Andriyivka đến Zelenopole, đe dọa nghiêm trọng đến tuyến tiếp tế và chiến lược của Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đối phó với các đợt tấn công quyết liệt từ phía Nga, đặc biệt là tại khu vực phía tây Klipchivka, nơi tình hình giao tranh đang bế tắc. Chiến thuật tiến công theo nhóm bộ binh nhỏ của quân đội Nga đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu và bằng lại kết quả tại Chasovza. Đó là những nhóm cơ động nhỏ được trang bị tốt, họ đã kiểm soát hầu hết thành phố. Chiến lược này không cho phép Nga thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, nhưng đảm bảo phá hủy hiệu quả các tuyến phòng thủ của đối phương. Theo các chuyên gia, chất xúc gia có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine. Việc mất thành phố có thể làm phức tạp thêm công tác phòng thủ của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU ở các khu vực lân cận và mở ra các tuyến đường mới cho hướng tấn công của quân đội Nga. Theo hãng thông tấn Ukraine Form đưa tin, sau khi tham khảo những nguồn giấu tên trong Bộ Quốc phòng Ukraine vừa qua cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine cuối tháng 11 năm nay sẽ trình bày khái niệm cải tổ mang tính cách mạng. Theo đó, quân đội nước này sẽ chuyển sang cơ cấu quân đoàn. Một nguồn tin trong lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, chúng tôi sẽ chuyển sang cơ cấu quân đoàn bởi vì một hệ thống như vậy về lâu dài sẽ tiết kiệm đáng kể nguồn nhân lực và vật chất. Tuy nhiên, theo người đối thoại của hãng tin Ukraineform, việc chuyển sang hệ thống cơ cấu quân đoàn ban đầu sẽ đòi hỏi nguồn tài chính gấp nhiều lần. Đây là những gì Ukraine không thể đủ khả năng vào lúc này. Cơ cấu quân đoàn phát sinh cùng với sự xuất hiện của các đơn vị lớn khi hoạt động chiến đấu ngày càng mở rộng về mặt không gian, dẫn tới việc quản lý các đội hình quân sự có số lượng lớn quân nhân chiến đấu và nhiều loại vũ khí trở nên khó khăn hơn. Việc thành lập quân đoàn cũng xuất phát từ nhu cầu phải có thêm những đơn vị đủ khả năng giải quyết nhiệm vụ chiến đấu theo hướng tác chiến độc lập. Trong giai đoạn thập niên 1990, Ukraine thừa hưởng 7 quân đoàn từ Liên Xô, ban đầu gồm các sư đoàn và lữ đoàn chiến đấu. Tuy nhiên, sau các cải cách từ năm 2000, sư đoàn bị hạ cấp thành lữ đoàn khiến quân đoàn trở nên dư thừa và dần bị giải tán. Đến năm 2015, quân đoàn cuối cùng, quân đoàn 8, cũng bị xóa bỏ, ngoại trừ quân đoàn dự bị. Sau khi xung đột với Nga bùng nổ, Ukraine đã tái lập các quân đoàn mới, quân đoàn 9, 10 và tái tổ chức quân đoàn dự bị thành quân đoàn 11. Quân đoàn 4 dự kiến cũng sắp ra mắt. Lực lượng mặt đất Ukraine đã thành lập thêm các quân đoàn chuyên biệt như quân đoàn tấn công dù, thủy quân lục chiến và quân đoàn biệt động quân chuyên về trinh sát và đột kích sau phòng tuyến địch. Tác động của việc tổ chức những đơn vị lớn theo cấp quân đoàn chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể thành phần tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian tới. Đây cũng được xem là dấu hiệu cho thấy Kiev chuẩn bị cho những đợt phản công lớn trong tương lai khi đã có thêm những đơn vị với quy mô đủ mạnh và số lượng phương tiện đủ nhiều. Nhưng dĩ nhiên trước mắt chính quyền Ukraine và các đối tác phương Tây còn rất nhiều việc phải làm để hiện thực hóa tham vọng nói trên. Hiện tại trên tiền tuyến, quân đội Ukraine vẫn bị quân đội Nga áp đảo về quân sự và vũ khí. Tại một số mặt trận, quân đội Nga áp đảo quân Ukraine với tỷ lệ quân số là hơn 6-1. Binh sĩ và sĩ quan Ukraine than phiền rằng họ thiếu bộ binh chiến đấu sau 3 năm xung đột khốc liệt và thiếu các chỉ huy giàu kinh nghiệm cấp trung đội và đại đội để dẫn dắt tân binh vào các mặt trận. Phòng tuyến Ukraine vì thế cứ hao mòn dần. Sau những cuộc tấn công của Nga, trong khi chính quyền Kiev đang tính toán thiệt hại thì ngược lại, ở một số nước Đông Âu, họ đang hưởng lợi nhuận từ việc xuất khẩu điện sang Ukraine tăng mạnh mới đây Kiev đã buộc phải tăng gấp 3 lần lượng điện nhập khẩu từ các nước Đông Âu. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, vào ngày 23 tháng 11, hệ thống năng lượng nước này nhận được 11.606 MWh. Trước đó, lượng nhập khẩu lên tới 7.408 MWh, trong khi ngày 18 tháng 11, con số chỉ ở mức 3.427 MWh. Nếu nhìn vào chỉ số nhập khẩu điện trong những tuần trước, khi lực lượng hàng không vũ trụ Nga chưa tấn công mạnh vào hệ thống năng lượng của Ukraine, quy mô thu nhập của các nước châu Âu sẽ giảm đi đáng kể. Như các chuyên gia năng lượng giải thích, những người hưởng lợi chính từ các cuộc tấn công của Nga vào ngành năng lượng Ukraine là 5 nước Đông Âu, bao gồm Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania và Slovakia. Chính những quốc gia này có truyền thống giải cứu Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga, tất nhiên là cũng mang lại lợi ích đáng kể cho bản thân. Điều cần lưu ý tiếp theo, theo các chuyên gia quân sự, là vào mùa đông, trước tình trạng gia tăng số vụ tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Kiev sẽ buộc phải nhập khẩu nhiều điện hơn nữa để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự. Trong khi đó, đối với những công dân bình thường của đất nước, rất có thể họ sẽ phải sống với tình trạng thiếu điện trong ít nhất 20 giờ mỗi ngày. Hồi tháng 10, ông Oleksiy Brek, quyền lãnh đạo công ty vận hành lưới điện Ukraine, Ukrainego tuyên bố, mùa đông năm nay sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất trong 3 năm qua. Ông Brek cho biết, nếu Nga tiếp tục tấn công dữ dội vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine như mùa đông năm ngoái, song song với đó, các quan chức Ukraine cáo buộc Moscow đang thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Ukraine trong những tháng mùa đông khi Moscow tìm cách đẩy quốc gia láng giềng vào tình trạng giá lạnh kéo dài nhằm làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraine. Trước đó, ông Serhiy Kovalenko, tổng giám đốc điều hành của công ty cung cấp điện Yasno, đã cảnh báo vào tháng 6 rằng người dân Ukraine có thể chỉ có điện trong từ 6 đến 7 giờ mỗi ngày vào mùa đông, tùy thuộc vào lượng lưới điện có thể sửa chữa được. Theo báo cáo của cơ quan năng lượng quốc tế IEA, tình trạng thiếu điện của Ukraine có thể lên tới 6 GW vào mùa đông năm nay do các cuộc tấn công tương đương khoảng 1 phần 3 nhu cầu cao điểm dự kiến Cựu bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp Than Ivan Plaskov cũng dự đoán rằng mùa đông năm nay sẽ trở thành thảm họa đối với Ukraine và khuyến cáo người dân nên tìm đến trú ẩn tại nhà người quen ở các khu định cư có lò sửa bằng củi. Người dân Ukraine được khuyến cáo bắt đầu tìm kiếm những ngôi nhà mà họ có thể sửa ấm mà không cần điện. Chính quyền Kiev đã nhiều lần kêu gọi người dân tiết kiệm điện, trong khi công ty năng lượng nhà nước Ukraine đã đặt các hạn chế cung cấp điện cho người tiêu dùng công nghiệp. Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia Kosud Radio. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố Liên minh châu Âu-EU phải từ bỏ chính sách trừng phạt Nga do xung đột ở Ukraine hoặc có nguy cơ gây ra sụp đổ về kinh tế. EU đã áp đặt một số vòng trừng phạt đối với Moscow kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới và các doanh nghiệp khác, Thủ tướng Orbán đã bất đồng quan điểm với phần lớn các nhà lãnh đạo châu Âu và lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt như vậy với lý do chúng gây tổn hại đến nền kinh tế châu Âu hơn là đối với Nga. Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng chế độ trừng phạt của EU cần được xem xét lại vì với chính sách trừng phạt như vậy, giá năng lượng sẽ không giảm. Ông Orbán khẳng định sẽ rất đau đớn cho những người biện hộ cho các lệnh trừng phạt, không phải cho chúng tôi, vì chúng tôi sẽ coi đây là một chiến thắng. Nhưng phe kia phải thay đổi, vì nếu không, các lệnh trừng phạt sẽ phá hủy nền kinh tế châu Âu. Hungary hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU trong nửa năm và đã giảm nhẹ các biện pháp trả đũa đối với Nga trong vai trò này. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU đang lên kế hoạch áp dụng một loạt hình phạt mới chống Moscow. Trước đó, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết yêu cầu EU hành động chống lại cái gọi là đội tàu bóng tối của Nga, tức những con tàu xuất khẩu dầu của nước này bị cho là vi phạm các lệnh trừng phạt. Cơ quan lập pháp của EU cũng muốn khối này cấm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga. Thủ tướng Orbán phản đối lệnh cấm như vậy và đã tận dụng các ngoại lệ từ EU trong các vòng trừng phạt trước đó để cho phép Hungary, quốc gia không giáp biển, tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt của xứ Bạch Dương, những mặt hàng mà ông cho rằng rất cần thiết để duy trì nền kinh tế của Hungary. Tuần trước, người đứng đầu chính phủ Hungary đã dự đoán rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ rút lại sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong xung đột với Moscow. Nhà lãnh đạo lập luận rằng, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump sẽ giúp phục hồi nền kinh tế đang bị trì trệ của Hungary hiện đang trong thời kỳ suy thoái kỹ thuật. Đức có thể chưa cung cấp thứ vũ khí mà Ukraine mong đợi là tên lửa hành trình Taurus, nhưng Berlin vừa tuyên bố sẽ chuyển ra cho Kiev 4.000 chiếc Mini Taurus, một loại máy bay không người lái cảm tử có trí tuệ nhân tạo. Việc viện trợ đã được Bộ trưởng Bộ quốc phòng Đức ông Boris Pistorius thanh nhận là sản phẩm của công ty Đức Hensing. Các Mini Taurus được trang bị các hệ thống điện tử hiện đại hầu như không bị ảnh hưởng cho các hệ thống tác chiến điện tử và gây nhiễu GPS của Nga. Theo báo Bill, dẫn lời những người trong cuộc, hàng trăm máy bay không người lái UAV này sẽ được đưa tới Ukraine mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 12 năm 2024. Một số mẫu hiện đang được thử nghiệm ở miền đông Ukraine trong điều kiện chiến đấu thực tế. Các mini Taurus được tích hợp AI giúp đơn giản hóa quá trình tìm kiếm, dẫn đường và phá hủy mục tiêu mặt đất, thậm chí có thể đánh cả mục tiêu trên không. Mặc dù có giá thành thấp hơn nhưng tỷ lệ thành công trong việc bắn trúng mục tiêu của loại UAV này được cho là cao hơn so với máy bay không người lái chiến đấu điều khiển bằng tay. Trong khi tầm hoạt động cao gấp 4 lần so với máy bay không người lái kamikaze thông thường mà quân đội Ukraine sử dụng. Tuy nhiên báo Đức Der Spiegel nói, loại UAV cảm tử mà chính phủ Đức sẽ chuyển ra cho Ukraine là AQ-100 Bayonet. Phương tiện này có thể mang khoảng 4,6 kg chất nổ tới mục tiêu và có trang bị AI để chống các biện pháp gây nhiễu của Nga. Để cung cấp UAV này, hãng Hensing hợp tác với một nhà cung cấp của Mỹ việc sản xuất được tiến hành tại Ukraine. Theo trang web của nhà sản xuất, AQ-100 có tốc độ 144 km h và tầm hoạt động tối đa 150 km. The Special cho biết, phiên bản cơ bản của loại UAV này có giá khoảng 2.000 đô la Mỹ một chiếc. Mặc dù việc cung cấp máy bay không người lái là một bước phát triển lớn trong hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine, nhưng nó cũng phản ánh rằng thái độ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn rất kiên quyết, không sẵn sàng cung cấp tên lửa tầm Sartorius cho Ukraine. Sự lựa chọn này dần dần trở thành tâm điểm tranh luận trên chính trường Đức ông Friedrich Mer, lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, CDU đối lập, ủng hộ việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine và tuyên bố rằng sự hỗ trợ đó không tạo thành sự leo thang chiến tranh hoặc xung đột lớn hơn. Ngoài ra, các thành viên Đảng Dân chủ Tự do, FDP, đã kiến nghị Quốc hội Đức nên trực tiếp tiến hành bỏ phiếu về vấn đề này. Vừa qua, đại diện đơn vị trung đoàn xung kích biệt động 210 của Ukraine cho biết, đã nhận được súng cối tự hành Alakran 120mm đặt trên khung gầm xe bọc thép hạng nhẹ VAMTAC. Theo đó, đại diện đơn vị Ukraine cho biết, Chúng tôi đã tính toán việc triển khai và thu gọn nhanh chóng, cũng như tính hiệu quả của hỏa lực gây sát thương mục tiêu. Được phát triển bởi công ty NTGS của Tây Ban Nha trong thập niên 2010, xung cối tự hành Alacran, hay còn gọi biệt danh là bọ cặp, gắn chiếc xe tải có thể nhanh chóng thay đổi vị trí nếu cần thiết. NTGS cho biết, Alacran là hệ thống đã được kiểm chứng trong chiến đấu, được đăng cấp liên tục Súng cối này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 7 km và được cho là có thể bắn tổng cộng 12 quả đạn trong phút đầu tiên sau khi vào vị trí. Thông thường, Alakran bắn 4 quả đạn mỗi phút. Nhà sản xuất cũng cho biết Alakran là hệ thống vũ khí sử dụng chiến thuật bắn và chạy. Theo đó, toàn bộ thao tác triển khai nhắm bắn vào hai mục tiêu khác nhau, rút quân được thực hiện chỉ trong một phút. Cụ thể, xe sẵn sàng khai hỏa trong 35 giây và lấy lại đường ngắm chỉ sau 8 giây khi được lệnh xe sẽ rút lui sau 25 giây, chuyển sang vị trí khác. Trước khi đối phương kịp bán trả, cấu hình của hệ thống gồm tổ lái gồm 2 đến 3 người và mang theo được từ 46 đến 60 quả đạn súng cối 120mm tùy phiên bản của các bộ phận liên quan. Alakran chủ yếu được vận hành từ cabin nhờ kết hợp các hệ thống quản lý hỏa lực, chỉ thị mục tiêu và tính toán đường đạn cho nhiều loại đạn khác nhau. Nếu có trục trặc, chắc thủ vận hành thủ công thông qua các nút bấm và màn hình lắp bên sườn xe. Một điểm mạnh nữa của hệ thống cối Alatran là có thể chuyển đổi nòng từ 120mm sang 81mm, có thể được lắp đặt trên khung gầm xe bọc thép hoặc thậm chí là xe tải 1,5 tấn, mà không cần gia cố kết cấu. Trong khi đó, VAMTAC gần giống với xe đa dụng có tính cơ động cao của quân đội Hà Kỳ vì nó được chế tạo theo các thông số kỹ thuật tương tự. Bản thân chiếc xe nặng 5,8 tấn và có thể chở trọng tải lên tới 2,5 tấn. Rất có thể súng cối tự hành dựa trên xe bọc thép VAMTAC đã được chính phủ Tây Ban Nha cung cấp cho Ukraine. Theo đó, vào tháng 10 năm nay, có thông tin cho rằng Madrid đã xác nhận việc cung cấp xe bọc thép VAMTAC cho Kiev. Đài Sputnik của Nga đưa tin, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine ngày càng gia tăng căng thẳng, Hungary vừa quyết định triển khai hệ thống phòng không tại khu vực đông bắc đất nước, giáp với Ukraine. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hungary Christoph Szalai Bobrovnitsky công bố thông qua một thông điệp video đăng tải trên mạng xã hội mới đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hungary biện minh cho động thái này khi nói rằng cuộc xung đột nga ukraine đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất cho đến nay. Theo lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hungary, quyết định này nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Các hệ thống phòng không và kiểm soát mới được mua sẽ giúp nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện các mối đe dọa trong vùng kiểm soát không phận, đồng thời rút ngắn thời gian phản ứng. Động thái này của Hungary diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm khi Ukraine được phương Tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa của họ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Mà theo lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hungary, đó là tại sao Nga lại thay đổi học thuyết hạt nhân của mình. Ông Putin thực sự chỉ tuyên bố sửa đổi học thuyết hạt nhân chiến thuật của Nga sau khi chính quyền Mỹ cho phép triển khai hạn chế tên lửa chiến thuật tầm xa trên lãnh thổ Nga. Học thuyết này cho phép Nga đáp trả bằng một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật đối với các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình được thực hiện bằng vũ khí của phương Tây. Tuy nhiên có thể giả định rằng một cuộc tấn công hạt nhân như vậy sẽ không được tiến hành nhằm vào khu vực phía đông bắc Hungary. Khu vực này dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, chẳng hạn như cuộc tấn công mà Nga gần đây đã tiến hành nhằm vào các vùng lãnh thổ Transcarpathian gần biên giới Hungary. Phản ứng trước tình hình này, Thủ tướng Hungary Vito Orbán đã triệu tập cuộc họp Hội đồng Quốc phòng để thảo luận về những diễn biến mới tại Ukraine, đặc biệt là việc Nga điều chỉnh học thuyết hạt nhân. Mặc dù không tiết lộ chi tiết về loại hệ thống phòng không cụ thể sẽ được triển khai, nhưng được biết quân đội Hungary đang sở hữu hệ thống phòng không Mistral của Pháp, được mua cùng với bốn quốc gia EU khác vào năm ngoái. Ngoài ra vào năm 2020. Hungary cũng đã đồng ý mua hệ thống phòng không NASAM S từ công ty Kongsberg của Na Uy và nhà sản xuất vũ khí Raytheon Technologies của Mỹ. Là thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu EU, Hungary có vị trí địa lý nhạy cảm khi có chung đường biên giới với Ukraine. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bobrovnitsky, mối đe dọa gia tăng căng thẳng cuộc xung đột nga Ukraine đang lớn hơn bao giờ hết. Điều này đã khiến một số đơn vị quân đội Hungary phải duy trì trong tình trạng báo động cao. Tuy nhiên, Budapest vẫn giữ quan điểm ủng hộ giải pháp hòa bình. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hungary khẳng định chúng tôi vẫn tin rằng hòa bình sẽ sớm đạt được thông qua ngoại giao thay vì giải pháp quân sự. Hoa dạ lan hương, hoa mẫu đơn, hoa thanh cúc và hoa cẩm chướng không chỉ là những loài hoa tuyệt đẹp có mùi thơm ngọt ngào, chúng còn là tên của một số hệ thống vũ khí nguy hiểm nhất của Nga. Theo đài Sputnik của Nga, Nga mới đây đã thêm tên lửa siêu vật âm Oresnik, nghĩa đen là Heijer, vào danh sách. Bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tên lửa Oresnik khiến các nhà quan sát phương Tây phải loay hoay giải mã ý nghĩa đằng sau cái tên của nó. Được dịch là cây phỉ, một loài thực vật có hoa thuộc họ Bạch Dương. Nhưng bất kỳ ai quen thuộc với thiết kế vũ khí của Nga đều biết rằng không có gì khiến các kỹ sư Nga thích thú hơn là đặt cho những sáng tạo đáng sợ của họ những cái tên nghe có vẻ vô hại hoặc tầm thường. Chúng bao gồm đội hình pháo binh của Nga như 2S1 Gvostrika, nghĩa đen là hoa cẩm trướng, 2S3 Acacia, nghĩa là hoa keo, 2S4 tulipan tức hoa tulip, 2S5 jacinth có nghĩa là hoa lan dạ hương, 2S7 pion nghĩa là hoa mẫu đơn, có khả năng bắn đạn pháo hạt nhân và súng cối 2B9 Vasilek tức hoa thanh cúc. Các hệ thống pháo phản lực nhiệt áp Buratino tức Pinocchio và Sonsepec nơi mặt trời chiếu sáng cũng có những cái tên nghe có vẻ vô hại. Các nhà sản xuất thiết bị chỉ huy, kiểm soát và hỗ trợ dường như cũng bị cuốn theo cái tên kỳ lạ này khi hệ thống kiểm soát hỏa lực 1V152 có biệt danh Kapusnik tạm dịch là búp bê cải bắp, trong khi tổ hợp định vị vô tuyến 1L219 được gọi là Jupak, tức vườn thú, và radar RPMK1 được gọi là Ulipka, tức nụ cười. Hệ thống phòng thủ bờ biển 3K60 được gọi là BAL, giống như bữa tiệc khư vũ trang trọng, trong khi hệ thống điều khiển tên lửa KH-58U cũng được gọi là Magoria, tức sân khấu kinh dị. Hệ thống liên lạc vệ tinh Vortune theo nghĩa đen có nghĩa là Grum, tức người hay gắt gỏng, hoặc Grumble, người hay cào nhau. Máy bay cũng không phải là ngoại lệ. Với trực thăng chiến đấu Mi-24, được gọi là Crocodile, tức cá sấu, và Stakan, tức cốc uống nước. Trong khi máy bay phản lực huấn luyện MiG-15, được gọi là Babushka, tức bà. Máy bay phản lực CAS Su-25, được gọi là Grach, tức quả đen. Và máy bay phản lực tấn công Su-27, được gọi là Zurablik, tức xếu nhỏ. Oresnik là một trong những tên lửa của Nga được đặt theo tên thông thường cùng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM RT-23 Bagujin phóng từ tàu hỏa có tên gọi là Molodest, Goodspot và tên lửa RSS-40 có tên gọi Courier. Những cái tên trên hoàn toàn trái ngược với những cái tên được đặt cho nhiều loại vũ khí mang tính uy quyền và có vẻ khoa trương hơn của NATO. Khi truyền thống đặt tên vũ khí của Mỹ dường như nhắm mục đích gợi lên các đế chế cổ đại và những nhà trinh phạt vĩ đại hoặc gieo rắc nỗi kinh hoàng và trái tim và tâm trí kẻ thù. Nguyên tắc chưa được áp dụng cho các loại vũ khí như máy bay A-10 Thunderbolt CAS, máy bay vận tải C-130 Hercules, máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer và hệ thống pháo binh M-109 Paladin, gợi nhớ đến các truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, kỵ binh thời Trung Cổ và các chiến binh hiệp sĩ Paladin vĩ đại của vương triều Charlemagne. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho xe bọc thép Griffin của tập đoàn General Dynamics, ám chỉ đến loài sư tử lái đại bàng huyền thoại của Hy Lạp cổ đại. Trực thăng tấn công AH-1Z Viper và AH-1 Super Cobra F-22 Raptors F-15 Strike Eagle và F/A-18 Hornet dường như có mục đích gây ra những vết thương mà rắn và chim săn mồi nguy hiểm có thể gây ra cho nạn nhân của chúng. Bên cạnh đó còn có những cái tên khác có ý gợi lên cảm giác vinh quang và quyền lực, trong đó máy bay vận tải chiến lược Boeing C-17 Globemaster III, máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và B-52 Stratofortress dường như đều hướng đến mục đích đó. Nhiều tên vũ khí của Anh cũng có vẻ khoa trường không kém, từ tên lửa land và tên lửa đất đối không Star Trek, đến loạt xe bọc thép Oreo, Bulldog, Mastiff, Uphont và Zakan và hệ thống phòng không tầm trung Sky Khi được hỏi liệu Nga có tiếp nhận vũ khí từ các nước khác như Trung Quốc, Triều Tiên và Iran hay không, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga hiện nay tự sản xuất hầu hết vũ khí của mình, mặc dù nước này vẫn duy trì hợp tác với một số quốc gia khác. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Al Arabiya, ông Medvedev nói rằng, tuyệt đại đa số vũ khí khí tài, thiết bị hủy diệt đặc biệt, tên lửa, đạn pháo do đất nước chúng tôi tự sản xuất, dù rằng chúng tôi đang hợp tác với nhiều quốc gia khác. Theo ông Medvedev, hiện tại Nga không chỉ đang ở trong chiến tranh hỗn hợp, mà còn đang trong cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko mới đây cho biết, thỏa thuận về quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Iran sẽ bao trùm lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hồi tháng 9, ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc doanh Rostec cho biết, Nga đã tăng gấp nhiều lần năng lực sản xuất vũ khí kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông Chemezov cho biết, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đã đạt được thành công đáng kể trong việc tăng sản xuất thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của quân đội. Ông nói, chúng tôi đã tăng gấp nhiều lần sản lượng, thậm chí hàng chục lần đối với một số chủng loại vũ khí và thiết bị quân sự phổ biến. Hồi tháng 2, trong chuyến thăm nhà máy của tập đoàn Uran và UVZ, nơi sản xuất xe tăng chủ lực T-90M, T-72B3M và xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT, Tổng thống Nga Putin nói, sản lượng xe tăng đã tăng gấp 5 lần, nhiều loại thiết giáp tăng 3,5 lần. Ngành công nghiệp quốc phòng đã cho thấy kết quả rất tốt. Những khoản đầu tư lớn vào quốc phòng ở Nga khiến các quan chức phương Tây lo ngại khi họ cho rằng NATO đã đánh giá quá thấp năng lực duy trì giao tranh dài hạn của Moscow. Mark Rysik, phó giám đốc Cục Hoạch định Chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Estonia cho hay, chúng tôi vẫn chưa thấy điểm giới hạn của Nga. Một phần ba ngân sách quốc gia của họ đang được đổ vào sản xuất vũ khí và phục vụ xung đột tại Ukraine. Nhưng chúng tôi không thể biết bao giờ nó mới thực sự tác động đến xã hội. Rất khó để kết luận thời điểm đà tăng này chứng lại. Một trong những chỉ số then chốt là sản lượng đạn pháo của Nga, với mức ước tính 2,5 đến 5 triệu quả mỗi năm, Ông Rysik dự đoán Nga có thể xuất xưởng hơn 4 triệu quả đạn pháo trong năm tới, chưa tính tới kho dự trữ chiến lược với ít nhất hàng triệu quả đạn. Con số này có thể không đủ để Moscow giành thêm lãnh thổ đáng kể trong năm 2024-2025, nhưng vẫn đẩy Ukraine vào thế bất lợi tại tiền tuyến khi Nga đang nắm ưu thế hỏa lực pháo binh gấp 3 lần đối phương hoặc cao hơn. Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông thách thức nhất kể từ khi hoạt động quân sự của Nga bắt đầu trong bối cảnh Moscow muốn vô hiệu hóa các cơ sở điện hạt nhân của Kyiv, theo tờ The Kyiv Independent, các cuộc không kích của Nga thời gian qua đã phá hủy một nửa công suất phát điện của Ukraine. Theo báo cáo do tổ chức y tế thế giới WHO công bố hồi tháng 10, tình trạng mất điện ở Ukraine có thể kéo dài 20 giờ mỗi ngày trong mùa đông tới. Báo cáo nhấn mạnh tình trạng mất điện có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị nơi hệ thống năng lượng được kết nối chặt chẽ và từng điều chỉnh nguồn cung cấp hệ thống sưởi, nước nóng và điện thông qua một hệ thống duy nhất. Trong khi đó, theo Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ của Ukraine, gần 110.000 người ở thành phố Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sưởi ấm do tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Trong một bài đăng trên Facebook gần đây, các quan chức đã chỉ ra rằng thành phố nằm miền trung Ukraine đang vật lộn với tình trạng mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến gần 1.000 ngôi nhà cũng như hàng chục trường học và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do chiến dịch nghĩa vụ quân sự mà chính quyền Kiev phát động, khiến các dịch vụ quan trọng bị thiếu nhân sự. Nhà máy nhiệt điện Krivovrov cho hay họ đang nỗ lực kết nối lại hệ thống sưởi ấm với tất cả người tiêu dùng, nhưng tình hình vẫn còn khó khăn. Cuối tuần trước, nhà máy cho biết những sự cố liên quan đến thiết bị sưởi ấm xảy ra hàng ngày, đồng thời đều rõ việc thiếu nhân sự có trình độ là một vấn đề chính tổng động viên đang diễn ra ở Ukraine và tình trạng thiếu hụt nhân lực đã cản trở việc cung cấp dịch vụ ở miền trung nước này. Theo các quan chức địa phương, một số khu vực ở thành phố này phải vật lộn với cái lạnh. Một yếu tố quan trọng khác góp phần vào cuộc khủng hoảng sưởi ấm là việc phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovka, khiến mạng lưới sưởi ấm của Krivovrov bị thiếu nước, dẫn đến tình trạng ăn mòn nghiêm trọng các đường ống cũ. Ngoài ra, các cuộc không kích của Nga đã làm hư hại thêm cơ sở hạ tầng của thành phố, khiến việc sửa chữa trở nên khó khăn hơn bất chấp những thách thức này, các đội sửa chữa của địa phương phải làm việc suốt ngày đêm để khôi phục lại hệ thống sửa. Nhưng tình trạng thiếu hụt nhân lực và vật liệu đã gây cản trở tiến độ. Kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chiến thắng của ông Donald Trump đã dấy lên nhiều suy đoán về ý nghĩa đối với cuộc xung đột tại Ukraine với lời cam kết của ông Trump là sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột này, cùng những cảnh báo về đình chỉ viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine để buộc Kiev đàm phán với Moscow. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cuộc xung đột này có thể kết thúc vào năm 2025 hay không. Dù không thể dự đoán chính xác, chiến thắng của ông Trump có thể đã đẩy nhanh tiến trình này, khiến khả năng đạt được lệnh ngừng bắn trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đó có thể sẽ theo những điều kiện có lợi cho Nga năm 2025 có thể là thời điểm bước ngoặt của cuộc xung đột. Nếu Mỹ cắt giảm hoặc ngừng viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, Kiev sẽ không thể tiếp tục bảo vệ mình lâu dài. Dù viện trợ từ EU và các đồng minh NATO khác vẫn duy trì, nhưng Ukraine sẽ buộc phải tiết kiệm nguồn lực và dần dần tiến tới các cuộc đàm phán ngừng bắn. Các cuộc đàm phán có thể bắt đầu vào năm 2025, Nga có nhiều lý do để chấp nhận một thỏa thuận. Thứ nhất, Nga có khả năng giữ lại phần lớn các vùng lãnh thổ đã chiếm được, qua đó tăng khoảng cách chiến lược với NATO. Thứ hai, điều này đảm bảo mục tiêu làm suy yếu Ukraine, ngăn nước này gia nhập NATO. Thứ ba, một thỏa thuận có thể mở ra cơ hội giảm nhẹ các lệnh trừng phạt từ phương Tây và bình thường hóa quan hệ với EU và Mỹ. Thứ tư, Nga có thể tập trung nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược khác. Với Ukraine, thỏa thuận ngừng bắn vẫn mang lại một số hy vọng. Xung đột kết thúc sẽ giúp hàng triệu người Ukraine trở lại cuộc sống bình thường nhiều cuộc khảo sát cho thấy một bộ phận người dân ukraine sẵn sàng chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy hòa bình eu và các tổ chức quốc tế khác sẽ hỗ trợ tái thiết ukraine mang lại cơ hội kinh tế mới tuy nhiên vấn đề đảm bảo an ninh lâu dài như cam kết bảo vệ từ nato sẽ rất mơ hồ nga kiên quyết phản đối trong khi cả mỹ và đức đều thận trọng trước việc kết nạp ukraine kiev có thể chỉ nhận được những lời hứa hỗ trợ huấn luyện và trang thiết bị trong tương lai nhưng không phải là tư cách thành viên nato một lệnh ngừng bắn khả thi sẽ bao gồm thiết lập khu phi quân sự giữa lãnh thổ nga và ukraine các bên có thể tự tuần tra khu vực này hoặc nhờ các lực lượng quốc tế dù nga có thể phản đối sự tham gia của nato mới đây tổng thống ukraine volodymyr zelensky được cho là đã nói rằng ukraine có mọi cơ hội để chấm dứt xung đột với nga vào năm tới theo hãng thông tấn quốc gia ukraine ukraineform tổng thống zelensky nói rằng xung đột sẽ kết thúc khi mỹ có lập trường mạnh mẽ hơn khi các nước khu vực Global South ủng hộ Ukraine và ủng hộ chấm dứt xung đột. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine đang chờ đợi các đề xuất của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đồng thời nói thêm rằng có khả năng sẽ thấy các đề xuất này vào tháng 1 năm 2025. Tiến trình hòa bình có thể kéo dài, với nhiều gián đoạn và thách thức. Dù vậy, các cuộc đàm phán dự kiến trong năm 2025 hoặc muộn hơn vẫn mang lại cơ hội chấm dứt xung đột, mở ra hy vọng cho hàng triệu người Ukraine lấy lại một cuộc sống bình yên sau nhiều năm xung đột. chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây theo Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh, Pat McFadden, các cuộc tấn công mạng từ Nga có thể phá hủy hệ thống điện của London chỉ trong thời gian ngắn. Thông tin trên được Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh, Pat McFadden đưa ra bên thềm thượng đỉnh NATO ở London diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Đồng thời cho biết Nga cùng các đối thủ của Anh đang cố gắng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này. Cũng theo ông McFadden, chính phủ Anh sẽ thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu an ninh AI. LARS để theo dõi các mối đe dọa mới từ trí tuệ nhân tạo. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc đối thủ của Anh có thể sử dụng AI để đánh sập hệ thống năng lượng của nước này. Mục tiêu của phòng thí nghiệm là phát triển các công cụ phòng thủ mạng tiên tiến và tổ chức lại hệ thống thu thập thông tin tình báo về các cuộc tấn công mạng. Đây được xem là bước đi chiến lược để tăng cường khả năng bảo vệ an ninh quốc gia trước mối đe dọa ngày càng lớn từ công nghệ AI. Khoản ngân sách ban đầu của công nghệ LARS ước tính khoảng 8,22 triệu bảng Anh, khoảng 10,3 triệu đô la Mỹ Bộ trưởng Mark Fadden nói, trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng làm vũ khí để chống lại nước Anh. Luân Đôn nhận thức rõ mối đe dọa ngày càng tăng từ cuộc chiến tranh mạnh. Ông Mark Fadden cũng nói thêm rằng, trong những năm qua, tội phạm và tin tặc Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Anh và các đồng minh NATO đang viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả mọi quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm Anh, sau khi London cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo Guardian, hầu hết các chuyên gia đều nhận định Nga sẽ không mạo hiểm tiến hành một cuộc tấn công quân sự thông thường nhằm vào một thành viên của NATO, nhưng cuộc tấn công mạng vẫn là một khả năng có thể xảy ra. Với kế hoạch này, ông Mark Phát tin rằng Nga có thể nhắm vào các hệ thống truyền thông, viễn thông và cơ sở hạ tầng năng lượng của Anh. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mạng và hệ thống điện của Ukraine trong quá khứ, mặc dù khả năng phòng thủ của Kiev đã được tăng cường từ trước đó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healy mới đây đã công bố kế hoạch của Vương quốc Anh nhằm nghiên cứu các phương án khôi phục chu trình nhiên liệu hạt nhân nhằm mục đích quốc phòng. Sáng kiến này là một phần của quá trình hiện đại hóa ngành công nghiệp hạt nhân, bao gồm sự tham gia với các đối tác để đánh giá cách tốt nhất trong việc đáp ứng những yêu cầu của chương trình này. Bộ trưởng Healy giải thích, anh đang nghiên cứu các phương án khôi phục chu trình nhiên liệu hạt nhân từ lò phản ứng nhằm mục đích quốc phòng. Chúng tôi bắt đầu triển khai hợp tác để phát triển các phương án đáp ứng yêu cầu này. Đồng thời ông Healy cũng làm rõ dự án chỉ nhằm mục đích sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho các lò phản ứng. Vương quốc Anh có kế hoạch tiếp tục lệnh cấm tự nguyện đối với sản xuất vật liệu cho vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được áp dụng từ năm 1995. Như vậy, chúng ta đang nói về việc khôi phục sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng của những tàu ngầm hạt nhân như Vanguard, Astute và Dreadnought thay vì cho tên lửa. Hiện tại ở Anh không có hoạt động sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân chiến thuật của tàu ngầm. Nếu cần thiết, mặt hàng này sẽ được mua từ Mỹ. Tháng 1 năm nay, chính phủ Anh đã thông báo sẽ đầu tư 300 triệu bảng Anh, tương đương với 382 triệu đô la Mỹ, triển khai chương trình Urani làm giàu mức độ thấp, HALEU, qua đó giúp nước này trở thành quốc gia châu Âu thứ hai sau Nga có thể sản xuất nhiên liệu Urani phục vụ thương mại. Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải dòng bằng không của Anh nêu rõ, việc triển khai chương trình HALEU sẽ cho phép nước này cung ứng cho toàn thế giới nhiên liệu hạt nhân chuyên dụng. Dự kiến nhà máy sản xuất HALEU sẽ đi vào hoạt động vào đầu những năm 2030 tại vùng Inland. Bộ trưởng Bộ trên, bà Claire Coutinho nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình đối với an ninh năng lượng trong nước cũng như cấp độ quốc tế. Nước Anh là một trong số hơn 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp và Hàn Quốc, đã cam kết đến năm 2050 tăng ba lần năng lượng điện hạt nhân toàn cầu. Theo hãng thông tấn TASS vừa qua đăng tải, Nga vừa có phát ngôn đề cập nhân vật được chọn làm Tân đại sứ Nga tại Mỹ. Cụ thể. Một đại diện của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Moscow đã quyết định ứng cử viên tân đại sứ Nga tại Mỹ từ lâu, trong vài tháng qua, đó là một bí mật mà ai cũng đã biết. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý rằng, các rằng buộc về mặt pháp lý không cho phép cơ quan này bình luận công khai về việc đề cử đại sứ mới tại Nga. Đáng chú ý, cách đây ít lâu, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng, Moscow đang hoàn thiện tất cả các thủ tục liên quan tới việc phê duyệt ứng cử viên và chuẩn bị xác lệnh bổ nhiệm. Ông Peskov cũng nói thêm rằng việc bổ nhiệm sẽ được tiến hành trong tương lai gần. Ngay sau đó, tờ Comersan cũng dẫn ba nguồn thạo tin nói rằng ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tân đại sứ Nga tại Mỹ là vụ trưởng vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga, Alexander Dachiev. Ông Alexander Dachiev hiện là vụ trưởng vụ Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga. Ông Dachiev cũng là người đã nêu ra các điều kiện của Nga cho Mỹ và NATO để tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh vào năm 2022. Đại sứ Nga tại Mỹ gần đây nhất là ông Anatoly Ivanovich Antonov đã trở về Moscow ngày 5 tháng 10 vừa qua. Nhiệm kỳ của ông kết thúc vào thời điểm quan hệ giữa hai quốc gia đang ở giai đoạn nhiều căng thẳng. Ông Antonov đứng đầu phái bộ Nga tại Washington từ năm 2017. Vào tháng 7 năm nay, ông Antonov cũng đã từng tiết lộ nhiệm vụ của ông tại Mỹ sắp kết thúc. Ông Antonov từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong giai đoạn Nga sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Châu Âu xếp ông Antonov vào danh sách bị trừng phạt ở thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm ông làm đại sứ Nga tại Mỹ. Đáng chú ý, cách đây ít lâu, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã phát đi những thông điệp tích cực trong mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn được cho là đang ở giai đoạn thấp nhất. Theo đó, Tổng thống Nga Putin đã mượn sự kiện của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai ở thành phố Sochi của Nga để chúc mừng Tổng thống đắc cử của nước Mỹ Donald Trump. Đồng thời, ông Putin cũng cho rằng ông Trump là một người dũng cảm khi dám đứng dậy và rơi nắm đấm, tiếp tục chiến đấu khi một viên đạn sượt qua tay ông gần như cùng thời điểm. Trả lời phỏng vấn tại NBC News, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã nói chuyện và nhận được các cuộc gọi từ khoảng 70 nhà lãnh đạo thế giới, nhưng trong đó không có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dù vậy, ông Donald Trump cho rằng cả hai sẽ nói chuyện trong tương lai gần. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov vừa qua cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đang cố gắng làm căng thẳng hơn tình hình ở Ukraine để ngăn chặn mọi nỗ lực của người kế nhiệm là ông Donald Trump nhằm giải quyết xung đột. Cụ thể, trả lời người dẫn chương trình truyền hình Pavel zubin ông Peskov nói, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông sẽ bằng cách nào đó đảm bảo hòa bình và đưa mọi người vào con đường hòa bình. Tuy nhiên, những gì chính quyền đương nhiệm đang cố gắng làm là làm căng thẳng hơn tình hình đến mức các điều khoản hòa bình chắc chắn sẽ thất bại trước. Theo ông Peskov, chính quyền tổng thống biden tiếp tục làm tình hình trở nên phức tạp hơn vì mỹ coi ukraine là công cụ chống lại nga qua đó người phát ngôn điện kremlin khẳng định chính quyền tổng thống biden đã nhiều lần chứng minh rằng họ muốn và sẽ làm mọi thứ để duy trì cuộc xung đột này cũng theo người phát ngôn nga không hề ảo tưởng về nhiệm kỳ tổng thống mỹ tương lai của ông donald trump và đang chờ đợi những động thái đầu tiên của ông khi nhậm chức ông peskov khẳng định chúng tôi không đeo kính màu hồng và vẫn chưa biết liệu ông trump có thể tiếp tục chính sách căng thẳng này hay không sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga được xem là một trong những dấu ấn đối ngoại nổi bật của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Và khi nhiệm kỳ của ông Biden chỉ còn 2 tháng là kết thúc, truyền thông Mỹ rầm rộ đưa tin rằng ông Biden đã đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ, mà cụ thể là tên lửa Atak MS tấn công sang đất Nga. Bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo, nếu tên lửa do Mỹ sản xuất bắt đầu rơi xuống các thành phố của Nga, Moscow sẽ coi đây là sự tham gia trực tiếp của quân đội phương Tây vào xung đột ở Ukraine. Theo đó, ông Alexander Korolev, giảng viên cao cấp về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học New South Wales, cho biết động lực chính đằng sau sự thay đổi lập trường của ông Biden và thời điểm đưa ra quyết định của ông về cơ bản là để làm cho nhiệm kỳ của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump trở nên khó khăn nhất có thể. Ông Corolev cũng nhận định rằng quyết định này thực sự thay đổi các cam kết hoạt động của ông Trump. Ông Trump trong chiến dịch tranh cử của mình và trước khi chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử đã đưa ra những tuyên bố rất khoa trương về cách ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong một ngày hoặc trong vòng một tuần rất nhanh chóng. Ngoài ra, vị chuyên gia cũng nói, tôi nghĩ quyết định của ông Biden khiến ông Trump khó có thể thực hiện bất kỳ động thái mang tính quyết định nào đối với Ukraine mà không khiến ông ấy trông giống như một người ủng hộ Nga ông Mike Owens, người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, kêu gọi các bên ngừng gia tăng căng thẳng xung đột tại Ukraine và ngồi vào bàn đàm phán. Ứng viên cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Owens nói trong cuộc họp vấn khi đề cập xung đột Nga-Ukraine, Mỹ cần chấm dứt điều này một cách có trách nhiệm, khôi phục năng lực dân đe và hòa bình, chủ động kiểm soát leo thang căng thẳng thay vì chỉ phản ứng theo từng diễn biến. Ông nhắc lại quan điểm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng cần phải kết thúc chiến sự tại Ukraine chúng ta phải thảo luận rằng ai sẽ ngồi vào bàn đàm phán, đó sẽ là thỏa thuận hay lệnh đình chiến, làm cách nào để hai bên đồng ý đối thoại và khung thỏa thuận sẽ như thế nào. Ông Mai Quán tiết lộ đã gặp cố vấn an ninh quốc gia đương nhiệm Jack Sullivan, đồng thời cảnh báo các quốc gia đối địch với Mỹ không nên tận dụng quãng thời gian trước khi ông chấp nhận chức để giành lợi thế. Ông nói, nếu đối phương cho rằng giờ là thời điểm thuận lợi để khiến hai chính quyền đối đầu nhau thì họ đã sai vì chúng tôi đồng lòng. Trước đó, khi được hỏi tại sao ông Trump thường xuyên công khai bàn luận về tình hình ở Ukraine, ông Wall cho biết Tổng thống đắc cử đang quan ngại về sự căng thẳng và hướng đi của mọi việc. Nhà lập pháp này cũng chỉ trích các quyết định gần đây của chính quyền Tổng thống Joe Biden, chẳng hạn như thông tin Washington đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ đánh sang Nga. Ông Owens cho rằng các quyết định này giống như châm dầu vò lửa, dẫn đến giao tranh dữ dội hơn. Ông Owens nói thêm, chúng ta cần giải quyết vấn đề này một cách có trách nhiệm cần khôi phục sự dàn đề, lập lại hòa bình và chủ động kiểm soát tình hình leo thang thay vì chỉ chạy theo để đối phó. Vị hạ nghị sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa các đồng minh châu Âu vào quá trình này. Hiện nay, bất chấp những thông tin về đàm phán, tình hình giao tranh có vẻ đang căng thẳng. Theo Reuters, dường như cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh tấn công để chiếm được ưu thế trên bàn đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhưng loại trừ bất kỳ nhượng bộ nào lớn về lãnh thổ, đồng thời yêu cầu Kiev từ bỏ ý định gia nhập NATO. Trong tháng này, Tổng thống Putin khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải phản ánh tình hình thực địa. Ông lo ngại, lệnh ngừng bắn ngắn hạn sẽ chỉ cho phép phương Tây tái vũ trang cho Ukraine. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa qua đã chỉ định bà Brooke Rollins, 52 tuổi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, một trong những cơ quan liên bang có quy mô lớn nhất. Ông Donald Trump tuyên bố là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, bà Brock sẽ đi đầu trong nỗ lực bảo vệ nông dân Mỹ, những người thực sự là xương sống của đất nước chúng ta. Việc đề cử bà Brock Rollins đánh dấu sự kết thúc của một loạt đề cử chóng vánh và đôi khi rất kịch tính cho vị trí đứng đầu các cơ quan quan trọng của Mỹ. Bà Brock Rollins là đồng minh hàng đầu của ông Trump trong nhiều năm. Bà là người đồng sáng lập và chủ tịch Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, một nhóm nghiên cứu cánh hữu ủng hộ ông Trump và từng giữ chức giám đốc văn phòng đổi mới Mỹ, quyền giám đốc của hội đồng chính sách nội địa. Bà Rollins tốt nghiệp Đại học Texas với bằng cử nhân khoa học về phát triển nông nghiệp và sau đó làm luật sư. Nếu được thượng viện phê chuẩn, bà sẽ giám sát các khoản trợ cấp trang trại, các chương trình dinh dưỡng liên bang, kiểm tra thịt và các khía cạnh khác của ngành nông nghiệp, thực phẩm và lâm nghiệp của Mỹ. Bộ trưởng được bổ nhiệm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán lại thỏa thuận thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico. Việc chỉ định bà Rollins làm bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đánh dấu việc ông Trump đã hoàn tất bổ nhiệm nội các mới. Mỗi người được ông Trump chỉ định vẫn phải được thượng viện xác nhận. Các nhân vật được chọn khá đa dạng, từ những người trung thành đến các đối thủ chính trị trước đây của ông. Với tư cách là người đứng đầu mới của Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Rollins chịu trách nhiệm quản lý gần 100.000 nhân viên và giám sát chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP chiếm hơn một nửa ngân sách dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ, cũng như chương trình dinh dưỡng bổ sung cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em, WIC, và quy định về bữa ăn học đường. Mỗi tháng, chương trình SNAP sẽ hỗ trợ thực phẩm cho khoảng 42 triệu người, trong khi WIC phục vụ khoảng 40% trẻ sơ sinh Mỹ. Việc thay đổi các chương trình an toàn là một trong những điểm gây tranh cãi đối với luật này, ngoài các khoản tiền dành cho các chương trình bảo tồn. Giới quan sát cho rằng Bộ Nông nghiệp có thể đi đầu trong nỗ lực của Tổng thống đắc cử Trump nhằm cắt giảm bộ máy quan liêu liên bang, cũng như nỗ lực áp dụng thuế quan với hàng hóa nước ngoài, mặc dù cơ quan này cũng cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho nông dân và khu vực nông thôn. Quyết định chỉ định này là một phần trong loạt thông báo đề cử nhân sự của Tổng thống đắc cử Donald Trump khi ông bắt đầu thành lập nội các cho nhiệm kỳ thứ hai. Theo đó, thành phần nội các mới của ông Donald Trump về cơ bản đã hoàn tất và chỉ còn chờ Thượng viện phê chuẩn trước khi chính thức ra mắt vào tháng 1 năm 2025. Theo tờ The Hill nhận định mới đây, Nhà Trắng đang gần như im áng cả tháng qua sau chiến thắng của ông Donald Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống. Bà Harris hiếm khi xuất hiện và gần như biến mất khỏi công chúng, trong khi Tổng thống Joe Biden có vẻ đang giữ khoảng cách với báo chí. Được biết, Phó Tổng thống Harris gần như không còn xuất hiện trước công chúng sau bài phát biểu thừa nhận thất bại hôm 6 tháng 11. Trong tháng, bà cũng chỉ tham gia một sự kiện tại Nghĩa trang Quốc gia Arrington, nhân ngày cựu chiến binh và dừng chân chốc lát ở Nhà Trắng trong chuyến thăm của một lãnh đạo nước ngoài. Bà Harris đã đến Hawaii vào hôm 19 tháng 11 và từ đó đến nay không còn xuất hiện công khai. Giải pháp về sự vắng mặt của bà Harris, thư ký báo chí nhà trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Phó tổng thống đã nghỉ phép để dành thời gian cho gia đình. Tôi không nghĩ việc này có gì sai cả. Tôi nghĩ bà ấy xứng đáng có thời gian bên gia đình và nghỉ ngơi. Bà ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong 4 năm qua và việc dành ra vài ngày để ở bên gia đình là điều tốt. Trong khi đó, tổng thống Joe Biden đã không trả lời báo chí trong chuyến công du nước ngoài 6 ngày gần đây. Khi được hỏi về việc này, bà Jean Pierre chỉ nói rằng Tổng thống sẽ giao tiếp nhiều hơn trước năm mới, nhưng nhấn mạnh ông vốn được biết đến là người thường tránh câu hỏi của truyền thông. Được biết, ông Biden gần đây chỉ tổ chức một vài cuộc gặp kín và một sự kiện trao huân chương tự do cho cựu chủ tịch tổ chức kế hoạch hóa gia đình Mỹ Jason Richard. Song các sự kiện này cũng không được công khai rộng rãi. Theo ông Michel La Rosa, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống và thư ký báo chí của đệ nhất phu nhân Jean Biden, việc ông Biden thiếu hiện diện có thể gây ảnh hưởng đến những di sản của ông trong vài tháng cuối nhiệm kỳ. Ông Rarosa cũng gợi ý đệ nhất phu nhân Jill Biden nên giúp ông Biden trở lại với hình ảnh năng động trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đang chú ý phát biểu công khai duy nhất của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden về kết quả bầu cử là bài phát biểu dài khoảng 6 phút tại Vườn Hồng 2 ngày sau cuộc bầu cử. Lúc đó, ông kêu gọi mọi người hạ nhiệt và hãy coi nhau không phải là kẻ thù mà là những người Mỹ đồng hương vào thời điểm tế nhị với Mỹ và cả thế giới, sự im lặng của tổng thống Biden có thể tạo nên một khoảng trống, nhưng cũng cho thấy nước Mỹ và phần còn lại của thế giới vẫn sẽ phải tiến về phía trước. Theo đó, ông David Aceros, người từng là cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng của chính quyền ông Obama và ông Biden nhận xét, cuộc đua của ông ấy đã kết thúc, thời của ông ấy đã hết, một thế hệ lãnh đạo mới sẽ vạch ra con đường khác phía trước, và tôi chắc chắn họ sẽ làm như vậy. vừa qua bình luận trên một bài đăng trên mạng xã hội X của Cục Hiệu quả Chính phủ DOGE, tỷ phú Mỹ Elon Musk mô tả tình hình tài chính ở Mỹ, cho hay nước này hiện đang tiến rất nhanh đến bờ vực phá sản. Ông cũng nêu rõ sự cần thiết phải chấn chỉnh tình hình ngân sách đất nước. Ông cho biết lần cuối cùng Mỹ có thặng dư ngân sách là vào năm 2001 và cũng nói thêm, chính phủ Mỹ chi hơn 6.000 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2023 nhưng chỉ huy động được 4,47 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X Mỹ hiện đang tiến rất nhanh đến bờ vực phá sản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã cử Donald Trump thông báo ông Elon Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ đứng đầu cục hiệu quả chính phủ DOGE mới. Tỷ phú Elon Musk nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump trên mạng sâu X của mình, ngày càng trở nên tích cực hoạt động chính trị trong những năm qua và thường xuyên bình luận về các vấn đề chính trị Mỹ. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng báo cáo rằng nợ quốc gia của Mỹ đã đạt mức cao mới mọi thời đại và vượt quá 36.000 tỷ đô la Mỹ đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú công nghệ Musk gióng lên hồi chuông cảnh báo về nợ của Mỹ. Đầu năm 2024, vị tỷ phú cho biết tỷ lệ chi tiêu của chính phủ hiện tại đang đưa Mỹ vào con đường nhanh chóng dẫn đến phá sản và việc chi tiêu quá mức của chính phủ đang làm gia tăng lạm phát. Vào tháng 9, ông viết rằng cứ mỗi nghìn tỷ đô la Mỹ nợ được thêm vào là số tiền mà con cháu chúng ta sẽ phải trả bằng cách nào đó. Ông Elon Musk cảnh báo rằng nếu nợ tiếp tục tăng với tốc độ này, Mỹ sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn mà thứ duy nhất chúng ta có thể trả là lãi suất. Nợ quốc gia của Mỹ đã tăng vọt trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm là tổng thống Trump, người nhiều lần cam kết sẽ giảm nợ trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình. Khi ông Trump rời nhiệm sở, nợ đã tăng 8,4 nghìn tỷ đô la Mỹ lên 27,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, hơn một nửa số tiền vay liên quan đến Covid-19. Xu hướng này tiếp tục dưới thời ông Biden. Theo tính toán của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, khoản nợ hiện tương đương với 104.497 đô la Mỹ cho mỗi người, 266.275 đô la Mỹ cho mỗi hộ gia đình và 483.889 đô la Mỹ cho mỗi trẻ em Mỹ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF chỉ trích gây gắt sự mất cân bằng dai dẳng của chính sách tài khoá Mỹ, gọi thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ của Washington là rủi ro ngày càng tăng đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Jordani, Muhannad Mubaidin vừa cho biết, các nhà chức trách nước này coi vụ nổ súng gần Đại sứ quán Israel ở khu vực Rabia, thủ đô Amman là vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh. Theo các nguồn tin, một người đàn ông đã nổ súng vào lực lượng an ninh đang tuần tra ở Rabia, khiến ba cảnh sát bị thương nhẹ lực lượng chức năng đã truy đuổi đối tượng vốn mang theo một khẩu súng tự động và đã nổ súng tiêu diệt khi y ngoan cố chống trả. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tiếng súng lớn vang vọng khắp khu phố và nhiều xe cứu thương xuất hiện tại hiện trường. Trong quá trình truy tìm thủ phạm, cảnh sát đã kêu gọi người dân ở trong nhà. Trong một tuyên bố, ông Mubaydin nhấn mạnh bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc tấn công nhân viên an ninh đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Trước đó, đại sứ Israel tại Amman đã rời khỏi Jordani do lo ngại về vấn đề an ninh sau khi cuộc chiến ở giải Gaza bùng nổ vào tháng 10 năm 2023. Jordani cũng đã triệu hồi đại sứ về nước vào tháng 11 năm 2023 để phản đối hành động quân sự của Israel ở giải Gaza. Ngoài ra, dịch vụ tư vấn du lịch của Hội đồng An ninh Quốc gia Israel nhận định Jordani là quốc gia có mức độ đe dọa cao nhất đối với công dân Israel. Trang web của chính phủ Israel nhấn mạnh, không được phép đi đến Jordani, những người đã ở đó phải rời đi ngay lập tức. Đáng chú ý, vào hồi tháng 10, Truyền thông nhà nước Jordani dẫn nguồn tin từ các lực lượng vũ trang cho biết, Jordani không cho phép bất kỳ máy bay quân sự nào được phép bay qua không phận nước này. Jordani đưa ra tuyên bố này sau khi Israel không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran. Cư dân Jordani đã ghi lại được hình ảnh một số máy bay F-35 của Israel bay với độ cao thấp qua bầu trời nước này trong hành trình không kích Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Jordani, Eman Safadi từng tuyên bố, Jordani không phải là chiến trường của Iran hay Israel và đã thông báo với cả hai quốc gia láng giềng là sẽ không cho phép bất kỳ ai xâm phạm không phận gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân giordani cảnh báo sẽ đánh chặn bất cứ thứ gì bay qua không phận quốc gia ông Ayman Safari tuyên bố việc dừng tấn công gaza và liban cũng như sự gia tăng căng thẳng của israel ở khu bờ tây bị chiếm đóng là bước đầu tiên hướng tới chấm dứt căng thẳng và bảo vệ khu vực này khỏi nguy cơ rơi vào một cuộc chiến rộng lớn hơn các nguồn tin ngoại giao Iran xác nhận nước này sẽ đàm phán với Anh, Pháp, Đức hay còn được gọi là nhóm E3 và Liên minh châu Âu, EU vào ngày 29 tháng 11 tới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân chiến thuật ký kết năm 2015 giữa Tehran và 6 cường quốc, trong đó có nhóm E3 và Mỹ. Theo các nguồn tin, những cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ sẽ trùng với thời điểm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung JCPOA vào tháng 5 năm 2018, tái áp đặt các lệnh trừng phạt và thúc đẩy Iran thu hẹp một số cam kết hạt nhân của mình. Những nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân được bắt đầu triển khai từ tháng 4 năm 2021 tại Viên, Áo. Tuy nhiên qua nhiều vòng đàm phán, các bên vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 8 năm 2022. Cuộc đàm phán được lên kế hoạch giữa Iran, E3 và EU sẽ là cuộc đàm phán hạt nhân đầu tiên của nước này Kể từ khi tổng thống Masoud Pesky nhậm chức vào cuối tháng 7 để thay thế ông Abraham Ricey, nhà lãnh đạo đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5. Trong khi đó, người phát ngôn về đối ngoại của EU, Peter Stano hy vọng các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran sẽ sớm được nối lại bởi điều này sẽ không thể kéo dài lâu hơn nữa. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ISNA cùng ngày 24 tháng 11, ông cũng nhấn mạnh giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran cũng sẽ đem lại lợi ích cho sự ổn định của khu vực. Theo người phát ngôn này, ngoại giao chính là cách thức tìm ra giải pháp cho các vấn đề nhạy cảm và phía EU đã liên hệ với Tổng thống Pezeskian và Ngoại trưởng Abbas Arachi của Iran. Về khả năng khôi phục các cuộc đàm phán để dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran, ông Stano cho biết đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell và nhóm của ông đang liên lạc với Iran, các bên liên quan đến JCPOA và cả Mỹ để duy trì mọi kênh liên lạc mở cùng khả năng đàm phán hạt nhân. Iran bị phương Tây quay lưng trong những năm gần đây, thậm chí còn hơn thế nữa kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra cách đây một năm. Kể từ đó, không một quốc gia phương Tây nào có việc nối lại đàm phán hạt nhân với Iran là phù hợp hoặc có lợi về mặt chính trị. Chính quyền Iran dường như đã nỗ lực duy trì sự cân bằng mong manh giữa các yếu tố, bảo vệ bản sắc nhà nước của Iran và những gì nước này đại diện trong khu vực, quản lý những tiếng nói bất đồng chính kiến nội bộ và đảm bảo sự tồn tại của quốc gia. Iran có vẻ cũng nhận thấy họ cần phải nhấn mạnh bản sắc chống Mỹ, chống Israel, kể cả phải đương đầu với sự bất mãn nội bộ gia tăng ở mức độ chấp nhận được. nội dung vừa rồi, rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại